Chuyện quá khứ. Tiểu Kala và Đại Kala. Này các tỳ kheo, 91 kiếp quá khứ, Đức Phật Vipassi xuất hiện ở đời. Lúc đó có hai anh em Đại Hắc và Tiểu Hắc. Cả hai gia chủ này cai quản một cánh đồng rộng lớn trồng lúa. Một hôm, Tiểu Hắc đến ruộng lúa, bóc vỏ lúa và ăn, thấy ngọt khác thường. Sau đó không lâu, ông muốn dâng một món quà bằng lúa non lên tăng chúng do Phật lãnh đạo. Vì thế ông đến ngỏ ý cùng anh mình: Này anh, chúng ta hãy bóc vỏ lúa non và nấu nướng thích hợp để cúng dường những vị Phật. Em nói gì vậy hỡi em? Chưa hề có người nào bóc vỏ lúa non cúng dường, cũng không ai thích làm như vậy trong tương lai. Đừng có làm hỏng mùa màng. Người em lặp lại ý kiến của mình nhiều lần. Cuối cùng người anh dứt khoát: Thôi được, hãy chia ruộng làm hai phần, đừng có đụng đến phần của anh. Nhưng hãy làm những gì em thích trên phần ruộng của em. Tiểu Hắc nói: Tốt lắm. Rồi người em chia ruộng làm hai, thuê một số lớn nông dân lao động lột vỏ lúa non và nấu với rất nhiều sữa, thêm bơ lỏng, mật, đường và dâng món cơm chính đến tăng đoàn do Phật lãnh đạo. Bữa ăn chấm dứt, Tiểu Hắc thưa: Bạch Thế Tôn, do công đức cúng dường thành quả đầu mùa này, cho con được làm người đầu tiên đạt đến quả vị tối thượng là A-la-hán quả. Sẽ được vậy. Rồi Đức Đạo Sư hồi hướng công đức cho thí chủ. Khi người em trở về, nhìn lại cánh đồng, ông ta thấy toàn bộ cánh đồng đầy những nhánh lúa nảy chồi, đang vào nhau như được buộc thành bó. Cảnh tượng này khiến ông cảm nhận được năm niềm vui. Ông hân hoan: Ta thật là may mắn. Khi lúa trổ bông, ông cúng dường những bông lúa đầu tiên. Cùng với dân làng, ông dâng thành quả đầu tiên của vụ gặt. Khi gặt xong, ông lại dâng những nhánh lúa đầu tiên gặt được. Khi lúa được bó lại, ông dâng những bó lúa đầu tiên. Khi lúa gom thành đống, ông dâng lúa đầu tiên trong đống. Khi lúa chất thành ụ, ông dâng lúa đầu tiên trong ụ. Khi đập lúa, ông dâng những hạt lúa đầu tiên trên sàn đập. Khi xay, ông dâng những hộp đầu tiên xay xong. Khi đông, ông dâng phần lúa đông đầu tiên. Khi chất vào kho, ông dâng phần lúa đầu tiên của kho lẫm. Như thế, ông dâng thành quả đầu tiên của vụ mùa đến 9 lần để cúng dường. Bất cứ thứ gì ông đem dâng đều được bù đắp lại, và ông có một vụ mùa bội thu. Phước đức đến với người biết làm phước. Do đó Đức Thế Tôn nói: Thật vậy đại đức, đạo đức bảo hộ người biết giữ gìn đạo đức, sống đạo đức đưa đến hạnh phúc. Đây là lợi lạc của cuộc sống đạo đức. Người nào sống trong đạo đức sẽ không bao giờ đi đến tình trạng đau khổ. Vì thế trong thời kỳ của Phật Vipassi, Kỳ Trần Như đã cúng dường thành quả đầu tiên tới 9 lần, thệ nguyện làm người đầu tiên đạt được quả vị tối thượng. Cũng thế, trong thời kỳ của Phật Padumuttara, 100.000 kiếp về quá khứ, trong thành Hamsavati, ông đã cúng dường dồi dào và phủ phục dưới chân Đức Phật, thệ nguyện làm người đầu tiên đạt được quả vị tối thượng A-la-hán quả. Vì vậy, ta đã dành cho ông ta địa vị theo đúng thệ nguyện. Ta không tỏ ra thiên vị trong sự trọng vọng này. Gia Xá và 54 bạn hữu. Bạch Thế Tôn, 55 thanh niên do Gia Xá cầm đầu đã tạo được những công đức gì? Họ đã thệ nguyện dưới chân một vị Phật được đạt quả vị A-la-hán và đã tạo nhiều công đức. Trước khi Phật hiện tại xuất hiện ở đời, họ đã kết bạn với nhau để thành tựu những công đức và hết lòng lo việc thiêu xác chết của người nghèo khó. Một hôm, thấy xác chết của một phụ nữ mang thai, họ đem xác đến nghĩa trang để thiêu. Gia Xá và bốn người bạn được chỉ định việc thiêu xác, những người còn lại trở về làng. Khi Gia Xá thiêu xác, chàng dùng cây xiên xuyên suốt thân xác chết, lật qua lật lại và thấu rõ sự bất tịnh của thân xác. Để chia sẻ sự hiểu biết này với bốn bạn mình, chàng bày tỏ: Các bạn hãy nhìn thân này, đây đó da dẻ nứt nẻ, không khác gì da của con bò đốm, bất tịnh, nhơ nhớp và gớm ghiếc. Ngay đó,
bốn bạn chàng cũng thấu triệt sự bất tịnh của thân xác. Năm người bạn quay về làng và truyền đạt lại cho những người kia. Về phần gia xá, chàng về nhà và cũng truyền đạt cho cha mẹ và vợ. Họ đều thấu triệt sự bất tịnh. Đây là công đức mà họ đã tạo trong kiếp trước, và do chính công đức này, gia xá chứng nghiệm được sự bất tịnh của thân xác khi ở trong phòng nhìn các mỹ nữ ngủ. Thêm vào đó, căn cơ họ đã đến lúc thuần thục, cho nên tất cả các chàng trai đều đạt quả thánh. Như thế, những chàng trẻ tuổi này đạt được điều mong muốn đúng theo họ thệ nguyện. Ta không tỏ ra thiên vị trong việc trọng vọng này. 30 chàng vọng tộc. Nhưng bạch Thế Tôn, 30 vị vọng tộc trẻ tuổi này đã tạo công đức gì? Họ cũng thệ nguyện dưới chân chư Phật, quá khứ đạt thành quả vị A-la-hán và đã tạo lập những công đức. Trước khi Phật hiện tại xuất hiện ở đời, họ tái sanh làm 30 kẻ ác. Nhưng nghe lời khuyên dạy dành cho ông Tu Di La, họ giữ năm giới suốt 60.000 năm. Rồi những người này cũng chứng đạt đúng theo họ thệ nguyện. Ta không tỏ ra thiên vị trong việc trọng vọng này. Em Ca Diếp. Nhưng bạch Thế Tôn, ba anh em Ca Diếp là Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp, Na Đề Ca Diếp, Sa Đa Ca Diếp tạo dựng những công đức nào? Họ cũng tạo lập những công đức và thệ nguyện đạt thành quả vị A La Hán. 92 kiếp quá khứ, hai đức Phật Thi Sa và Phú Sa cùng một lúc xuất hiện trên thế gian. Cha của ngài Phú Sa là vua Mahinda. Khi ngài Phu Sa giác ngộ thì người con út của vua trở thành đại đệ tử của ngài, và con của vị Tư Tế trở thành đệ tử thứ hai. Nhà vua đến chỗ Phật và bạch: Người con cả của tôi là Phật, người con út của tôi là đại đệ tử, và người con của vị Tư Tế của tôi là đại đệ tử thứ hai của Phật. Và nhìn cả ba, vua hoan hỷ: Đức Phật là của chính tôi, Pháp là của chính tôi, Tăng là của chính tôi. Và ông long trọng xưng tụng ba lần: Xin tán thán ngài là bậc Thế Tôn ứng cúng toàn giác. Rồi ông gia mình dưới chân Đức Đạo Sư thưa: Bạch Thế Tôn, bây giờ vào cuối cuộc đời kéo dài 90.000 năm, dường như đã đến lúc để tôi ngồi nhắm mắt ngủ yên. Lúc nào tôi còn sống, xin đừng đến nhà người khác, hãy nhận tứ sự cúng dường của mình tôi thôi. Nhận được sự ân thuận của Phật, nhà vua đều đặn cúng dường cho ngài. Bây giờ nhà vua có ba người con khác. Người lớn nhất có 500 lính tùy tùng, người giữa 300 và người trẻ nhất 200. Một hôm họ xin phép cha được cúng dường người anh cả là Đức Phật Phú Sa, nhưng bị từ chối. Việc này xảy ra nhiều lần. Ít lâu sau, một cuộc nổi loạn bùng nổ ở biên giới và ba anh em được vua cha phái đi dẹp giặc. Thành công trong việc khôi phục trật tự ở biên giới, họ trở về hoàng cung. Vua cha ôm lấy họ, hôn lên tóc, ngợi khen và tưởng thưởng: Các con yêu của cha, cha sẽ cho những gì các con muốn. Họ vâng lệnh: Tâu phụ vương, chúng con xin nhận ân huệ của cha. Sau vài ngày, khi cha họ nhắc lại: Các con yêu, ta sẽ cho bất cứ điều gì các con muốn. Họ liền ngỏ ý: Tâu phụ vương, chúng con không cần gì khác ngoài việc từ nay trở đi chúng con xin được cúng dường anh cả của chúng con. Hãy ban cho chúng con ân huệ này. Ta không ban cho các con ân huệ này được, các con yêu. Nếu cha không muốn ban cho chúng con đặc ân này thường xuyên thì hãy ban cho chúng con 7 năm. Ta không muốn thế, con yêu à. Thế thì hãy ban đặc ân cho chúng con 6 năm,
hay 5 năm, 4, 3 hay 2 năm, hay 1 năm, hoặc là 7 tháng hay 6, 5, 4, 3 hay 2 tháng hoặc 1 tháng. Ta không muốn vậy các con yêu. Thế thì Tâu Phụ Dương, hãy cho mỗi đứa con 1 tháng, ban ơn cho chúng con tất cả 3 tháng. Thôi được các con yêu, hãy cúng dường anh các con trong 3 tháng. Bây giờ cả ba anh em chỉ có một thủ cố và một quản gia. Riêng quản gia có đến 120.000 người phụ việc. Ba anh em cho dời thủ cố và quản gia lại chỉ thị: trong vòng 3 tháng tới, chúng tôi sẽ thọ giữ 10 giới, đắp y vàng và an cư với đấng đạo sư. Khi chúng tôi vắng mặt, bổn phận các anh phải coi sóc lương thực cúng dường. Mỗi ngày các anh phải cung cấp đầy đủ thức ăn, cả cứng và mềm, cho 90.000 tỳ kheo và 1.000 lính. Từ nay trở đi, chúng ta sẽ không dặn dò gì nữa. Rồi ba anh em đem theo 1.000 lính tùy tùng, tuân giữ 10 giới, đắp y vàng và bắt đầu an cư trong tịnh xá. Người thủ cố và quản gia hợp lực thay phiên nhau hoàn tất bổn phận cúng dường, lấy lương thực từ kho của ba anh em để cúng dường. Nhưng khi đám con của những người phục vụ đòi món cháo yến mạch và những thức ăn khác, người thủ cố và quản gia đã cho những thức ăn chúng đòi trước cả lúc tăng đoàn đến. Hậu quả là tăng đoàn chỉ nhận được thức ăn thừa và không được cung cấp thức ăn nào mới nguyên. Cuối cùng, người thủ cố và viên quản gia cũng thèm ăn đến nỗi họ lấy bớt thức ăn rồi làm ra vẻ như đưa cho đám trẻ, nhưng thực sự họ ăn hết. Thấy thức ăn ngon không nhịn thèm được, họ và nhóm 84.000 người của họ đã ăn thực phẩm mà họ có bổn phận phải dâng cho tăng đoàn. Nên khi chết và thân bị tan rã, họ tái sanh vào loài ngạ quỷ. Khi mạng chung, ba anh em và 1.000 người tùy tùng được sanh lên thiên giới và sống 92 kiếp qua lại từ cõi trời này đến cõi trời khác. Đó là những công đức mà ba anh em đã tạo dựng trong thời gian đó vì lập nguyện thành tựu quả vị A-la-hán. Những gì họ nhận được chỉ là do lời thệ nguyện của họ. Viên quản gia bây giờ là Tần Bà Sa La, thủ khố là cư sĩ nữ Visakha Tỳ Xá Khư và ba hoàng tử là ba nhà khổ hạnh bệnh tóc. Những gia nhân phục vụ của họ tái sanh trong loài ngạ quỷ. Một thời gian sau, khi trải qua từ kiếp này đến kiếp khác, cả tốt và xấu, họ được tái sanh trong tiểu kiếp này ở cõi ngạ quỷ suốt 4 đời Đức Phật. Trong tiểu kiếp này, đầu tiên họ đến gặp vị Phật Kakusanda, trụ thế 40.000 năm và hỏi Ngài: xin Phật nói cho chúng con biết, khi nào chúng con nhận được thức ăn? Đức Phật đáp: các ngươi sẽ không có gì để ăn trong thời kỳ quá độ của ta. Nhưng sau ta đại địa sẽ được nâng cao một dặm và Đức Phật Konagamana sẽ xuất hiện. Tốt nhất các ngươi hãy hỏi Ngài. Họ chờ đợi suốt thời gian đó, và khi Đức Phật Konagamana xuất hiện, họ liền hỏi và được Ngài trả lời: các ngươi sẽ không có gì để ăn trong thời kỳ hóa độ của ta. Nhưng sau ta, đại địa sẽ nâng cao một dặm và Đức Phật Kassapa sẽ xuất hiện. Tốt nhất các ngươi hãy hỏi Ngài. Họ chờ đợi suốt thời gian đó, và khi Đức Phật Kassapa xuất hiện, lại đến thưa hỏi và lại được nghe: các ngươi sẽ không nhận được gì để ăn trong thời kỳ của ta. Nhưng sau ta, đại địa sẽ được nâng cao một dặm và Đức Phật Gotama sẽ xuất hiện. Vào thời đó, thân quyến của các anh là Tần Bà Sa La sẽ làm vua. Ông ta sẽ cúng dường Đức Đạo Sư và sẽ hồi hướng công đức tạo được cho các ngươi. Và lúc đó, các ngươi sẽ nhận được thức ăn. Thời kỳ giữa hai Đức Phật sau này đối với chúng cũng nhanh giống như hôm nay qua ngày hôm sau. Khi Như Lai xuất hiện ở thế gian và vua Tần Bà Sa La cúng dường ngày thứ nhất, chúng không nhận được thức ăn. Chúng chờ đến đêm và tạo một tiếng ồn đáng sợ và hiện ra trước vua. Nhà vua đến Veluvana vào ngày hôm sau.
và thuật lại tình tiết cho Như Lai. Đức Tạo Sư giải thích: Đại Dương, 92 kiếp trong quá khứ dưới thời Phật Phu Sa, những ngạ quỷ ấy là thân quyến của Đại Dương. Họ lén ăn thực phẩm mà họ có bổn phận dâng đến tăng đoàn, do đó họ bị tái sanh trong giới ngạ quỷ. Suốt dòng luân hồi, họ đã hỏi Phật Kakusanda, Konagamana và Kassapa khi nào họ được ăn, và chư Phật đã nói với họ như thế, như thế. Suốt thời gian này, họ rất mong muốn nhận được sự bố thí của Đại Dương. Sợ dĩ họ làm ồn đêm qua vì Đại Dương có bố thí, nhưng họ không nhận được phước bố thí đó. Nhưng bạch Thế Tôn, trong trường hợp còn bố thí bây giờ, họ có nhận được không? Sẽ nhận được, Đại Dương. Ngày hôm sau, vô thỉnh tăng đoàn do Phật lãnh đạo, dâng thức ăn dồi dào và thưa: Bạch Thế Tôn, từ nay trở đi, vật ẩm thực từ cõi trời, xin cho những ngạ quỷ này có phần. Và khi vua hồi hướng đến những ngạ quỷ công đức cúng dường của ông, chứng nhận được vật ẩm thực từ cõi trời. Ngày hôm sau, những ngạ quỷ lại xuất hiện trần truồng. Đức vua trình lên Phật: Hôm nay, bạch Thế Tôn, những ngạ quỷ này lại xuất hiện trần truồng, con không biết phải làm gì. Đức Phật giải thích: Đại Dương, vì ông không cho họ quần áo. Ngày hôm sau, nhà vua dâng y đến tăng đoàn do Phật lãnh đạo và cũng nguyện từ nay trở đi mong họ được quần áo từ cõi trời. Và khi vua hồi hướng công đức cúng dường của ông cho họ như thế, lập tức họ được quần áo từ cõi trời. Ngay lúc ấy, họ bỏ thân ngạ quỷ và nhận thân chư thiên. Khi Đức Phật hồi hướng công đức, Ngài đọc bài kinh chú nguyện: Ngạ quỷ đứng ngoài vách nhà. Khi Ngài kết thúc phần hồi hướng công đức, 84.000 chúng sanh đạt được pháp nhãn thanh tịnh. Trên đây, Đức Phật đã giảng pháp, thuật lại chuyện của ba anh em bệnh tóc. Sarada và Sirivada. Nhưng bạch Thế Tôn, các đại đệ tử đã thành tựu công đức gì? Họ đã thệ nguyện đạt đến địa vị đại đệ tử. Trong một A Tăng kỳ kiếp, thêm 100.000 kiếp quá khứ, Xá Lợi Phất được tái sanh vào một gia đình Bà La Môn giàu có, là ông hoàng Sarana. Một kiền liên được sanh trong gia đình trưởng giả giàu có, tên là Sirivada. Hai chàng trai trẻ làm bạn với nhau từ khi còn nghịch đất. Ông hoàng Sarada được hưởng của thừa kế to tát khi cha chết. Một hôm ở một mình, anh băn khoăn: Ta chỉ biết một ít về đời sống của thế giới này thôi, ta chẳng biết gì về đời sống của thế giới bên kia. Ai sinh ra đều chắc chắn phải chết. Ta phải từ bỏ thế gian, gia nhập tăng đoàn và đi tìm con đường giải thoát. Do đó anh đã đến gặp bạn và tâm sự: Bạn Sirivada, tôi dự định rời bỏ thế gian và đi tìm con đường giải thoát. Anh có thể rời bỏ thế gian với tôi hay không? Này bạn, tôi không thể rời bỏ thế gian. Bạn hãy ra đi một mình. Bị từ chối, ông hoàng Sarada vẫn không thay đổi ý định và lập luận rằng: Không ai đi đến đời sau với những người đồng hành hay thân quyến hay bạn bè. Ta muốn làm gì phải làm một mình.
Vì vậy anh mở cửa kho và bố thí rộng rãi cho người nghèo khó, du sĩ và ăn mày. Xong anh rút vào chân núi và sống đời ẩn sĩ. Đầu tiên một, rồi hai, rồi ba, rồi nhiều người khác theo gương anh chọn đời sống tu hành. Cuối cùng ẩn sĩ bệnh tóc lên đến 74.000, Sarada chứng được ngũ thông và bát định, và dạy cho những người ẩn sĩ bệnh tóc này phương thức tu tập thiền định. Tất cả đều chứng ngũ thông và bát định. Lúc ấy, Phật Anomadasi xuất hiện ở đời. Thành của Ngài tên Kandavati, cha là Yasavancha, thuộc giai cấp chiến sĩ, và mẹ là bà Yasodhara. Cây thành đạo của Ngài là cây Achuna. Nisabha và Anona là đại đệ tử của Ngài. Varuna là thí chủ, và Sundara và Sumana là nữ cư sĩ nồng cốt. Ngài trụ thế 100 năm, dốc dáng cao 58 cupit và phát hào quang từ thân xa đến 12 dặm, 50 cây số. Ngài có 100.000 tỳ kheo nương học. Một hôm, bình minh vừa ló dạng, sau khi xuất định đại bi, Ngài quan sát thế gian và thấy ẩn sĩ Sarada và nhận ra rằng: hôm nay khi ta đến gặp ẩn sĩ Sarada sẽ có một buổi đại thuyết pháp. Sarada sẽ lập nguyện đạt đến địa vị đại đệ tử, và bạn ông ta, trưởng giả Srivatha, sẽ lập nguyện đạt địa vị đại đệ tử thứ hai. Cuối bài thuyết pháp, 74.000 ẩn sĩ bệnh tóc nương học sẽ chứng quả A-la-hán, vì vậy ta phải đến đó. Rồi Đức Phật Anomadasi đáp y ôm bát, không nói một lời với ai, độc hành như một con sư tử, với ý định hiển hiện để cho Sarada biết mình là một vị Phật. Và trong khi môn đệ của ẩn sĩ Sarada vắng mặt vì đi tìm các loại trái cây, Đức Phật từ trên trời hạ xuống đất ngay trước mặt Sarada. Khi ẩn sĩ Sarada thấy thần thông và tướng hảo của Phật, ông thầm nhớ lại những câu thơ liên quan đến đặc tính của một bậc đại nhân. Ông biết rằng một người được phú cho những hình tướng như thế, nếu sống tại gia là một ông vua, một bậc chuyển luân thánh vương, sống đời xuất gia sẽ là người tận diệt tham dục, là một vị Phật toàn giác. Vì thế Sarada đoán chắc người này là một vị Phật không nghi ngờ gì nữa. Do đó ông đến gặp Phật, năm dốc đảnh lễ, sửa soạn một chỗ ngồi dâng Ngài. Đức Phật ngồi vào chỗ đã được sửa soạn, và ẩn sĩ Sarada chọn chỗ ngồi thích hợp, kính cẩn ngồi xuống một bên. 74.000 ẩn sĩ bệnh tóc lúc nãy vắng mặt vì đã đi tìm các loại trái cây ngọt và nhiều nước, bây giờ vừa trở về với thầy họ. Thấy Đức Phật ngồi giữa và thầy họ ngồi kế bên, họ nói: thưa thầy, chúng tôi thường đi khắp nơi và đều cho rằng không có ai cao cả hơn thầy. Nhưng với vị này, chúng tôi cả quyết rằng Ngài cao cả hơn thầy. Đạo hữu, các ông nói gì thế? Có phải ý các ông đang so sánh một câu hỏi với núi Tu Di cao 68.000 dặm không? Hỡi những đứa con ngây thơ, so sánh ta với một vị Phật toàn giác. Những ẩn sĩ đều đồng ý rằng: nếu đây là một người tầm thường thì thầy chúng ta sẽ không so sánh như thế. Vị này quả thật cao cả làm sao. Lập tức họ phủ phục trước chân Phật. Rồi thấy họ, ẩn sĩ Sarada bảo họ rằng: các bạn, chúng ta không có một vật phẩm xứng đáng dâng lên chư Phật ở đây, và đấng đạo sư đã đến đây đúng lúc chúng ta thường đi khất thực. Chúng ta hãy dâng Ngài phẩm vật theo khả năng của chúng ta, tìm và mang đến đây tất cả những loại trái cây hảo hạng. Vì vậy họ đi kiếm trái cây, ẩn sĩ Sarada rửa tay và đích thân đặt trái cây vào bình bát của Như Lai. Ngay khi đấng đạo sư vừa cầm đến những trái cây cúng dường Ngài, chư thiên gia thêm hương vị của cõi trời vào những trái cây đó. Ẩn sĩ Sarada cũng đích thân lọc nước dâng lên Phật. Sau bữa ăn, khi đấng đạo sư vẫn còn ngồi tại chỗ, Sarada kêu gọi tất cả các môn đệ vào ngồi xuống, hoan hỷ đàm luận với đấng đạo sư. Và đấng đạo sư thầm nghĩ: hai vị đệ tử và tỳ kheo hãy đến đây.
Ngay lập tức, hai đời đệ tử cùng với 100.000 A-la-hán tháp tùng hiện đến, đảnh lễ đấng đạo sư và kính cẩn ngồi một bên. Rồi ẩn sĩ Sarada nói với môn đệ của mình như sau: Các bạn, chỗ ngồi của Phật thì thấp và không có chỗ ngồi cho 100.000 tỳ kheo. Hôm nay, các bạn hãy lễ kính Đức Phật, hãy đi tìm ở chân núi mang về đây những bông hoa màu sắc rực rỡ và hương thơm ngào ngạt. Có câu nói rằng, thời gian bỏ ra để nói bàn chỉ phí phạm thôi. Người có thần thông thì phạm vi thần lực không thể tưởng tượng được. Do đó, trong thoáng chốc, những ẩn sĩ đem về những bông hoa màu sắc rực rỡ, hương thơm ngào ngạt, và họ kết thành một nệm hoa dài một dặm, gần 5 km cho Phật. Rồi họ kết tiếp một nệm hoa dài 3/4 dặm cho hai đại đệ tử. Những nệm hoa cho những tỳ kheo còn lại dài nửa dặm hay ngắn hơn. Nệm dành cho Tân Sa Môn dài một Usapa 120 cubit. Không nên thắc mắc tại sao những chỗ ngồi có kích thước vĩ đại như thế lại được xếp gọn vào tu viện khổ hạnh này. Sở dĩ có thể được do bởi năng lực huyền nhiệm. Khi chỗ ngồi đã sẵn sàng, ẩn sĩ Sarada đứng trước Thế Tôn và chắp tay cung kính thưa: Bạch Thế Tôn, xin hãy lên nệm hoa này để con được cứu độ và ân trim công đức. Do đó người ta kể rằng ông góp nhiều loại hương hoa, sửa soạn giường tòa, cung kính thỉnh thưa: Đây con đã soạn sẵn sàng chỗ ngồi thích hợp kết bằng hương hoa. Thế Tôn xin ngự vào tòa, xin cho con được tâm hòa lòng an. 7 ngày đêm Phật ngồi trên, nệm hoa con kết và liền cho con. Tâm bình tịch lặng an nhiên, từ người cho đến chư thiên đều mừng. Khi Đức Phật ngồi rồi, hai đại đệ tử và những tỳ kheo mỗi người ngồi vào chỗ dành cho mình. Ẩn sĩ Sarada lấy một lọng hoa lớn che trên đầu Như Lai. Đấng đạo sư bảo: Nguyện cho những ẩn sĩ bệnh tóc dâng vinh dự này cho ta sẽ gặp được quả báo tốt lành. Khi Đức đạo sư xuất định, ngài nói với vị đại đệ tử trưởng lão Nisabha ngồi bên tay phải ngài: Nisaha, hãy hồi hướng công đức cho những ẩn sĩ đã dâng chúng ta hoa và chỗ ngồi. Sau đó, trưởng lão như một dũng tướng vừa nhậm chức vị cao trọng, từ tay chuyển luân thánh dương, lòng tràn đầy niềm hân hoan, hiển bày trí tuệ ba la mật của bậc đại đệ tử, bắt đầu bài hồi hướng. Khi ngài chấm dứt, Đức Phật bảo đại đệ tử thứ nhì như sau: Con cũng hãy thuyết pháp cho các tỳ kheo. Dâng lời Phật dạy, trưởng lão Anuma suy nghiệm đến Tam Tạng kinh điển, lời dạy của chư Phật, rồi thuyết pháp. Nhưng dù hai đại đệ tử đã thuyết pháp, không có một tỳ kheo nào đạt được pháp nhãn thanh tịnh. Rồi Đức đạo sư hiển lộ năng lực vô biên của Phật, bắt đầu thuyết pháp. Khi bài giảng kết thúc, tất cả 74.000 ẩn sĩ bệnh tóc đắc A La Hán, trừ ẩn sĩ Sarada. Đạo sư khi đó duỗi tay ra và cất tiếng: Hãy đến các tỳ kheo. Lập tức râu tóc họ rụng mất và 8 món cần thiết được khoác vào người họ. Độc giả có thắc mắc vì sao ẩn sĩ Sarada không chứng A-la-hán không? Bởi vì ông tán tâm. Người ta kể rằng trong khi vị đại đệ tử ngồi tòa thứ hai kế bên Phật hiển bày trí tuệ ba la mật của bậc đại đệ tử đang thuyết pháp, ngay lúc ẩn sĩ bắt đầu lắng nghe bài pháp, ông đã khởi niệm. Vì lẽ đó, ông không thể chứng đạo quả. Sarada tuy thế vẫn đảnh lễ Như Lai và đứng đối diện với ngài, bạch: Bạch Thế Tôn, vị tỳ kheo ngồi tòa cạnh ngài mang danh hiệu gì trong giáo đoàn của ngài? Đó là người theo ta trong buổi đầu chuyển pháp luân. Đó là người đã đạt đến tột đỉnh của trí tuệ ba la mật của bậc đại đệ tử. Đó là người đã thấu hiểu suốt 16 thể của tri thức. Do đó, ông ta được gọi là đại đệ tử trong giáo đoàn của ta. Bạch Thế Tôn, ở đây trong 7 ngày, con đã đứng cầm lọng hoa che ngài. Bằng cách ấy, dân vinh dự lên ngài,
quả báo của công đức này con không mong cầu đời sau làm đế thích hay phạm thiên, nhưng trong tương lai con nguyện được trở thành vị đại đệ tử của một đức Phật, giống như trưởng lão Nisaha hiện tại. Sarada lập nguyện xong, Đức Đạo Sư muốn biết ước nguyện của người này có thành tựu không. Ngài bèn phóng thiên nhãn và quan sát những thời kỳ tương lai. Thấy sau một A Tăng kỳ kiếp, cộng thêm 100.000 kiếp, ước nguyện của Sarada sẽ thành tựu. Ngài cho ẩn sĩ Sarada biết, ước nguyện này của ông sẽ không diễn vong. Cuối một A Tăng kỳ kiếp cộng thêm 100.000 kiếp nữa, Phật Gotama sẽ xuất hiện trên thế gian. Mẹ của Ngài là Hoàng hậu Mahamaya, cha Ngài là vua Suhodana, con Ngài là Rahula, thị giả Ngài là Anada, và đại đệ tử thứ hai của Ngài là Moggallana, và ông sẽ là đại đệ tử nguyên soái của niềm tin, và tên ông là Sariputta. Sau khi Đức Đạo Sư thọ ký cho ẩn sĩ, Ngài thuyết pháp, và rồi cùng tăng chúng vây quanh. Ngài bay lên không mà đi. Ẩn sĩ Sarada tìm môn đệ và các trưởng lão của mình, nhờ họ nhắn tin cho bạn là trưởng giả Sirivada rằng: bạn ông, ẩn sĩ Sarada, đã phụ phục dưới chân Phật Anomayasi và ước nguyện được địa vị đại đệ tử trong giáo đoàn của Phật Gotama, người sẽ xuất hiện sau này ở thế gian. Ông hãy ước nguyện được ở địa vị đại đệ tử thứ hai. Xong, ông đi trước những trưởng lão bằng một đường khác và đến đứng tại cửa nhà Sirivada. Gặp lại người bạn cũ, Sirivada hân hoan chào mừng. Cuối cùng, sau một thời gian vắng bóng, người bạn quý của tôi đã trở về. Và lập tức Sirivada mời bạn ngồi tòa và tự mình ngồi một ghế thấp hơn, thăm hỏi: nhưng này tôn giả, ông không có môn đệ và những người cận sự. Có chứ này bạn, Đức Phật Anomayasi đã đến tu viện của chúng tôi, và chúng tôi đã tôn kính Ngài trong phạm vi quyền năng của chúng tôi. Đức Đạo Sư thuyết pháp cho mọi người, và cuối bài giảng, tất cả số hội chúng trừ tôi đều đắc quả A-la-hán và đều gia nhập tăng đoàn. Trông thấy vị đại đệ tử của Đức Đạo Sư là trưởng lão Nisanha, tôi ước nguyện được địa vị đại đệ tử dưới giáo đoàn của Phật Gotama, người sẽ ra đời sau này. Anh cũng nên ước nguyện được địa vị đại đệ tử thứ hai trong giáo đoàn của Phật. Nhưng tôn giả, tôi không có những quan hệ thân thiện với Phật. Tôi sẽ gánh vác trọng trách thưa với Phật. Anh hãy chuẩn bị một quyết tâm vĩ đại. Nghe lời như mở tất lòng, Sirivada liền về trang hoàng một khoảng rộng 8 karissa, 8 mẫu trước cửa nhà mình thật long trọng, xứng với một vị vua, rải cát, tung 5 loại hoa, có cả hoa la tra, dựng một lều, che mái lợp toàn bằng hoa sen xanh. Khiến dọn sẵn tòa của Phật và tòa của các tỳ kheo cũng được sửa soạn, và biết bao phẩm vật được chuẩn bị chu đáo. Xong, chàng nhờ ẩn sĩ Sarada đến mời Phật và A-la-hán. Vui lòng đẹp dạ, ẩn sĩ Sarada đưa tăng đoàn do Phật lãnh đạo cùng đi đến nhà người bạn tâm giao. Sirivada ra trước nhà để gặp tăng đoàn, đỡ bình bát từ tay Như Lai, hướng dẫn đoàn vào lều, mời ngồi trên tòa đã dành sẵn, dâng nước và cung cấp những thức ăn chọn lọc. Cuối bữa ăn, chàng dâng y đắc giá lên tăng đoàn và bạch Đức Đạo Sư: bạch Thế Tôn, chúng con cúng dường vì lập nguyện đạt đến địa vị không tầm thường, xin Ngài rủ lòng từ bi ở lại đây trong 7 ngày như thế. Đức Đạo Sư thuận ở lại. Trong 7 ngày, Sirivada dâng phẩm vật dồi dào như đã kể. Cuộc lễ cúng dường viên mãn, Sirivada đảnh lễ Đức Đạo Sư và dừng trước chắp tay cung kính bạch: bạch Thế Tôn, bạn con, ẩn sĩ, Sarada ước nguyện trở thành đại đệ tử của một vị Phật. Con cũng nguyện xin trở thành đệ nhị đại đệ tử của vị Phật ấy. Đức Đạo Sư quan sát tương lai và thấy chàng sẽ được mãn nguyện. Ngài bèn thọ ký như sau: cuối một A Tăng kỳ kiếp và cộng thêm 100.000 kiếp,
ông sẽ trở thành đệ nhị đại đệ tử của Phật Gotama. Nghe lời thọ ký của Phật, Siddhivada tràn đầy sung sướng mãn nguyện. Đức đạo sư hồi hướng công đức về sự cúng dường thức ăn, rồi cùng tăng chúng trở về tịnh xá. Và Phật kết luận: Này các tỳ kheo, đây là ước nguyện của các đệ tử ta lúc ấy. Họ đã thọ nhẫn đúng với ước nguyện của họ. Khi ta ban bố một điều gì, ta không thiên vị người nào. Đức đạo sư thuật chuyện xong, hai vị đại đệ tử cùng đảnh lễ ngài và thưa thỉnh: Bạch Thế Tôn, khi chúng con còn là gia chủ, chúng con đã đến xem lễ đỉnh núi. Hai vị kể lại toàn bộ câu chuyện đã xảy ra cho đến khi chứng được thánh quả Dự Lưu ngay lời đầu tiên trưởng lão Asatri ác bề thuyết pháp. Rồi họ thưa tiếp: Bạch Thế Tôn, chúng con đã đến gặp vị thầy cũ của chúng con, cốt hướng dẫn ông ấy nương theo Phật và chỉ cho ông ấy thoát khỏi bóng tối của tư kiến, không quên nhấn mạnh đến lời lạc tốt lành nếu như ông ấy chịu đến đây. Nhưng ông ấy bảo với chúng con: Đối với ta, bây giờ sống cuộc đời một môn sinh thì thật là vô lý, như kẻ quen ở dơ lại đi đến giếng nước. Ta không thể sống nổi một cuộc đời một môn sinh. Chúng con cố giải bài: Thưa thầy, dân chúng hiện giờ tay ôm hương hoa và các thứ đến dân cúng riêng cho đấng đạo sư, vậy thầy định sao? Ông ấy hỏi ngược lại chúng con: Trong thế gian này, người ngu và người khôn ai đông hơn? Chúng con đáp: Thưa thầy, người ngu thì nhiều, kẻ khôn thì ít. Ông liền dứt khoát: Vậy thì người khôn hãy đi đến với vị tỳ kheo trí tuệ là Gotama Cồ Đàm, và người ngu thì hãy đến với ta là kẻ ngu. Còn các ông hãy đi đến chỗ các ông ưa thích. Với lời lẽ như thế, Bạch Thế Tôn, ông ấy đã từ chối đến đây. Đức đạo sư nghe thế liền dạy các tỳ kheo, rồi ngài nói pháp cú sau: Không chân tưởng chân thật, chân thật thấy không chân. Chúng không đạt chân thật do tà tư tà hạnh. Chân thật biết chân thật, không chân biết không chân. Chúng đạt được chân thật do chánh tư chánh hạnh.